Hội thi diễn ra từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2023 với sự tham gia của 13 đoàn đến từ 13 đơn vị trường mầm non công lập trên địa bàn của thành phố với tổng số 578 thí sinh tham gia. Hội thi gồm hai phần thi chính, phần thi bé khỏe và phần thi bé tài năng. Phần thi bé tài năng gồm các nội dung thi video thuyết trình được đăng tải trên trang fanpage Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và nội dung thi vẽ tranh nghệ sĩ nhỏ. Đối với nội dung thi video thuyết trình được thực hiện bắt đầu từ 8 giờ ngày 15 tháng 4 đến 14 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023. Thi vẽ tranh thực hiện từ chiều ngày 21 tháng 4 và đến ngày 22 tháng 4. Hội thi là một trong những cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục cho mỗi đơn vị nhà trường. Bên cạnh đó, hội thi còn là sân chơi bổ ích, lành mạnh để trẻ được giao lưu, học hỏi, mạnh dạn trong giao tiếp, tự tin thể hiện năng khiếu sở trường của bản thân và khả năng phối hợp các kỹ năng trong các hoạt động. Qua đó, phát huy ở trẻ tư duy sáng tạo, sự nhanh nhẹn, khéo léo, đồng thời hình thành và phát triển những năng lực ban đầu về nghệ thuật, rèn luyện tính kỷ luật, đoàn kết, hợp tác và chia sẻ. Hội thi cũng là hoạt động thiết thực để tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh và cộng đồng xã hội về vai trò và tầm quan trọng của giáo dục mầm non, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 29 NQTU ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.